Đó bạn, thì như là cái tựa video ha, thì trong lớp này mình sẽ khui siêu cho bạn một cái bàn phím mới. Thật ra không phải là mới nữa, nhưng mà tại chẳng qua mình thấy nó đẹp á, mình mới sắm em này về. Thì đây là cái bàn phím đến từ thương hiệu là Iconic ha, tên mã của nó sẽ là ZX75, còn nguyên siêu luôn. Tên của nó sẽ là Gravity Wave. Đó. Nói chung là đại khái mình nghe cái con này được lấy cảm hứng từ ngành cơ khí, cho là nhìn nó rất là cứng cáp, rất là hiện đại. Thì bây giờ mình sẽ khui ra bạn coi. Và cái giá mình mua được cái con này á là 4 triệu chín ha. Rồi ok, vừa ra phiên bản dùng switch Cherry Silent Quest. Rồi, và cái bản của mình á là hiện tại là bản này về là chưa có led RGB nha. Có led thì nó sẽ mắc hơn, hoặc là bạn nào mà mua cái bản này mà dùng cái switch của thằng TTC á là còn mắc hơn nữa. Mình sẽ lấy bản này. Thì bạn nào chưa biết á thì dòng bàn phím cơ của Iconic á là được phân phối chính hãng bởi bên Network Hub ha. Đó, rồi, vừa siêu ra. Cái kiểu giấy có biết khui siêu nó sướng lắm mọi người. Hình như mình thấy ở Việt Nam á, nếu mà gọi là khui con này mà khui còn siêu á, nhìn chắc mình, chắc có mỗi mình là khui siêu thôi. À, ý, trời ơi, lột cái màn ra nó sướng, sướng dã man mọi người, sướng lắm. Ủa, đây, màn zin, đây mà ha, đây cái bản mình mua nè ha, layout là tài là của nó đây, tên của nó, và mình mua là bản Cherry Silent Red Switch. Rồi, ở đây thì hãng cũng sẽ có một số những cái thông tin nổi bật về cái con phím này, như là nó sẽ có layout là 75% nè, ba cái đầu kết nối nè, và hỗ trợ luôn cả nền tảng MacBook luôn, mà nào mà xài laptop MacBook á thì có thể xài được luôn, và có chăm sóc toàn phím nè, và tháo được switch ra, có hot swap và là một số những cái thông tin khác ha, như thế này. Rồi ok, bây giờ mình lột ra. À, mình sẽ cho bạn xem nhanh trước đi, sau đó mình sẽ cho bạn xem chi tiết sau. Thì bạn thấy trong phòng này đó, dương phím cơ nè đó, toàn phím cơ không, đây cũng có ngậm kẹo đó bạn ha. Đó. Mai thứ nhựa đó. Rồi. Qua ra. Ý. Đó. Đây. Ui, cái màu kìa. Lim lim lim. Ui là trời. Đẹp chưa? À, dưới này bạn sẽ có là một cái cuốn sách hướng dẫn, nhưng mà mình thấy là đẹp, làm rất đẹp và làm bị cứng. Đó, mở ra như thế này. Hướng dẫn rất là chi tiết luôn, và mình đánh giá rất là cao những hãng mà làm như thế này. Đó, nó trực quan mà dễ nhìn nữa, chứ đừng có làm ba cái cuốn mà nó dịch cui mà nói chung là chữ không có ra gì hết trơn á. Đó, mình đánh giá cao những cái việc làm của Iconic. Thì ở đây bạn sẽ có một số những cái như là xét nhận nhanh nè, một cái sợi cáp đi kèm theo nè ha, một cái sticker, những cái cáp đi kèm theo dành riêng cho những bạn nào mà kết nối cho những cái máy Mac á, và một cái cục ở đây mình kết nối với lại cái cục receiver của nó đi kèm theo nè. Đó, mình nói dài ra á. Còn đây là có một cái cây chổi vệ sinh nè, và cuối cùng mình có một cái cây cáp cũng như là một cái cabler để mình thêm mình tháo được switch cũng như là cái cáp ra. Nên đây là những cái phụ kiện cơ bản rồi. Bây giờ mình muốn cho bạn xem về nhân vật chính. Này. Bỏ vô ha. Đó. Ôi ôi nó đẹp lắm bạn ơi. Đẹp lắm. Này. Anh quay phim quay cái mặt mình nè để mình cho bạn xem cái cảm xúc của mình khi mình khui cái con này ra. Đó. Trời ơi nó đã lắm. Thôi nó thơm bụi tiện mà ơi, gần năm cũ chết nữa. Đây rồi này nha. Ui đẹp chưa, xuất sắc chưa đó. Đây hình thật người thật ZX75 Iconic các bạn. À, một cái tông màu trắng vàng chủ đạo, và có xen kẽ cái màu xám nữa. Và cái bề mặt của phím bạn, nó là dạng PVT double shot, nhưng mà nó nhám rồi nó có óng ánh những cái ánh sáng nữa không, nhìn nó đẹp lắm kìa đó. Rồi bốn góc sẽ có những cái con ốc đây nha, như mình nói đó, nó là mang cảm hứng từ cơ khí mà. Ở đây có nút bấm nè, trời bấm xuống, ôi bấm chắc nịch luôn á, lăn nè, có khớp nha, đã lắm đó. Còn phía trên này thì sẽ có cơ vật làm bạn nhựa mờ trong suốt, thì mình nghĩ là chắc là có đèn đó, mình thấy được ở trong. Nhưng mà tiếc là các bạn mình không có đèn. Giữa sẽ là cổng USB-C, bên dưới sẽ là một cái ốp màu vàng có sọc như thế này, và công tắc đây để mà chuyển qua lại giữa có dây và không dây. Đó, và đặc biệt các bạn, cái phần này nè, nó là 500 nha. Phần đế của nó đó, hết 500. Bạn muốn cho nó cao lên đúng không? Mình biết là coi như thế này. Rồi mình nhớ không lầm đây, đó. Thì nó sẽ nâng cao lên. Đây. Đó, thông minh không? 500 mà mình đánh giá là cái lực hút 500 này thì cũng khá là chắc đó. Đẹp. Đó, xuất sắc. Giờ bỏ thử nha, nhỏ nhanh nha. Nhỏ, Silent Red các bạn.
Còn đây là cái vị trí mà công tắc ha, bật tắt nguồn nè, cũng như là có dây, phần tắt không dây, phần gạt ở đây ha, thì nó sẽ là cái nối không dây. Đó, lúc này nó sẽ hiển thị cái đèn led đây cho mình biết được cái tình hiệu kết nối. Thì do là mình chưa có gắn cái cục receiver và nó sẽ chết một tiếng ở đây. Rồi ok, thì cái phiên bản mình mượn được các bạn thì nó là phiên bản dùng switch của Cherry và là Silent Red, cũng như là sẽ không có led RGB, cho nên là đây là phiên bản có thể xem là rẻ nhất ha. Ngoài ra thì nó sẽ còn có phiên bản đó là RGB cũng như là phiên bản dùng switch của TTC, và cái stop trên con này á, là bạn là stop Costa ha. Đó. Và cái bàn phím này á, mình thấy là nó có một cái yếu điểm nữa, đó là cái bàn phím này nó sẽ không có lock foam đấy, mà nó chỉ lock foam ở cái phần PCB thôi. Do là bạn nào mà muốn có một cái trải nghiệm gõ mà nó không bị bỏng tiếng của phần nhựa rỗng á, thì mình nghĩ là bạn nên tháo ra và bạn lock thêm foam gì đó kiểu để mình cho một cái cảm giác gõ sẽ tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ thử gõ một cái đoạn văn bản nhanh để cho các bạn xem thử coi là cái phiên bản mà Cherry Silent Red này cái âm thanh nó sẽ như thế nào ha. Ok, như vậy mình có một cái video nhanh cho bạn xem về cái phiên bản mà mới của Ethernet, đó là bản ZX75 Gravity Wave ha. Thì với mức giá bán mình nhớ không lầm là khoảng gần 5 triệu á. Thì bạn nghĩ sao về cái con phím này thì bạn nhiệt comment mình dưới video. Và ra thì hãng còn có phiên bản các bạn, đó là cái màu cam biên bạn, màu xanh lá rất đẹp. Thì mình sẽ cố gắng khi nào mà hãng về mình sẽ mượn con đó để mình trên tay chi tiết cận cảnh cho bạn xem coi là cái phiên bản nó tuyệt vời như thế nào. Ok, rồi, chào các bạn.